Xôn xao người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính, chui vào ô tô bắt ghen, công an chính thức vào cuộc. Cõi mạng đồng loạt sốc nặng trước đoạn clip quay tại Hà Nội khi một người phụ nữ trùm kính người xông vào đập nát kính xe ô tô đang đậu trên đường, la hét tức giận chui vào trong xe để bắt ghen chồng cùng nhân tình. Những ngày qua, người dùng mạng xã hội đang vô cùng xôn xao sốc nặng trước đoạn clip được cho là màn bắt ghen kinh điển nhất mọi thời đại. Khi chính thức ra tay xử đẹp trà xanh một cách thẳng thừng, không thể đẹp mắt hơn. Nhân tình thi nhau cổ vũ cho hành động này của chị vợ, nhưng một bộ phận lại đưa ra ý kiến trái chiều khi cho rằng bắt ghen ngay chốn đông người là đang gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Theo đó, ngày 20 tháng 6 vừa qua, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm truyền hóng hớt, cư dân mạng đã đồng loạt chia sẻ lan truyền chóng mặt một đoạn clip quay cảnh người phụ nữ đang xông tới một chiếc xe ô tô đang đậu trên đường. Điều gây sốc cho người xem là bởi người phụ nữ này đã còn bất chấp cả nguy hiểm, lao hẳn lên đầu xe và ra sức tác động lên ô tô nhằm chui vào trong để bắt tại trận đôi nhân tình đang lén lút. Cụ thể, theo như thông tin được lan truyền, thì sự việc trên được xảy ra tại một tuyến đường trên phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Với bộ dạng kính như bưng che chắn kỹ càng, người phụ nữ này đã không ngần ngại gây náo loạn cả khu phố, liên tục la hét vì chồng của mình ngoại tình và bị chị bắt gặp. Trong cơn ghen lên đến đỉnh điểm và bị đôi nhân tình kia cố thủ trên xe, chị vợ đã vô cùng xông pha khi cầm hẳn mũ bảo hiểm để đập tan tành cửa kính của ô tô. Theo đó, người phụ nữ này vừa đập vừa la lớn chỉ trích chồng của mình bởi hành vi qua mặt sau lưng cô. Mày mở xe ra cho tao, mày nói với tao mày đi công tác đây à, mở cửa ra, tao nói mày mở cửa ra. Tuy vậy, nhận về trong thời điểm đó chỉ là sự cố thủ bất chấp bên ngoài la hét của đôi nhân tình. Mọi người xung quanh và dân mạng khi xem đoạn clip, ai nấy đều tỏ ra thấu cảm và hiểu cho những sự uất ức mà cô vợ đã dồn nén, chịu đựng trong hôn nhân gia đình của mình. Việc tức nước vỡ bờ như trên cũng là điều dễ hiểu đối với một người vợ bị phản bội như cô. Ngay sau khi đập được cửa kính ô tô, chị vợ còn nóng máu chui hẳn vào trong xe. Để cố thoát khỏi nguy hiểm, tiểu tam trên xe cũng đã nhanh chóng mở cửa bỏ chạy dưới sự căm phẫn và tức giận của nhiều người chứng kiến. Hành vi trên của cặp đôi khiến ai nấy đều lên án dữ dội, không một ai chấp nhận trước hành vi gian díu ngoài luồng như trên. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng đều đồng loạt ủng hộ trước hành động thẳng thắn của chị vợ. Nhiều người còn cho rằng chính thức có lối hành xử quá xanh chín với màn đập kính xe tan nát đã mắt. Ngay cả những người xung quanh có mặt tại hiện trường còn ra sức ủng hộ và không một ai có ý định ngăn cản hành vi này của chính thức. Tuy nhiên, một bộ phận khác thì lại cho rằng cô gái trên đang cố tình gây rối, làm náo loạn cả khu phố và làm ảnh hưởng sinh hoạt của nhiều người. Nhận được tin báo trước sự ầm ĩ của sự việc, lực lượng công an ngay sau đó cũng đã nhanh chóng vào cuộc có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông vào ngày 21 tháng 6, lãnh đạo công an phường Trung Văn cho biết khi đến thì mọi thứ đều đã được giải quyết xong, không còn ai ở lại hiện trường mặc dù trước đó có nhận được tin báo từ người dân. Cụ thể, lãnh đạo công an có nói, sau khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ ra hiện trường để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, khi tới nơi thì mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thông tin thêm rằng đã xác định đây là một trận bắt ghen, đơn vị cũng đang thực hiện những nội dung tiếp theo quy định của pháp luật. Hiện câu chuyện vẫn đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm và chú ý. Nhiều người cũng khuyên chị vợ nên chấm dứt với cuộc hôn nhân đầy phức tạp này càng sớm càng tốt, bởi chuyện ngoại tình trăng hoa của anh chồng kia chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua được, hàn gắn cũng sẽ không bao giờ có được kết quả tốt.